Tối ngày 20 tháng 7, Phạm Quỳnh Anh chính thức thông báo hạ sinh nhóc tỷ thứ 3. Nữ diễn viên đã chia sẻ tâm thư dài khi đón con gái chào đời. Cô viết, 18 tháng 7 năm 2022, một ngày đáng nhớ của ba mẹ, hai chị và gia đình khi được diện kiến cô gái xinh đẹp, du y khỏe mạnh chào đời. Chỉ còn hôm nay thôi, mai con và mẹ sẽ về nhà, một hành trình chiến đấu dài đằng đẵng đang chờ đợi phía trước. Tuy nhiên mẹ con tin chắc, nó sẽ là hành trình đầy ắp sự yêu thương và chia sẻ, vì ít nhất mẹ con sẽ không phải thức đêm một mình, đã có ba người đàn ông đầu tiên của đời con, chăm nom rất cẩn thận và tỉ mỉ. Chấm. Du y yêu thương của ba mẹ, đến với thế giới ngày 18 tháng 7 năm 2022, trộm vía con nặng 3kg 135. Ngoài những dòng chia sẻ đầy xúc động, Phạm Quỳnh Anh còn thu hút sự chú ý của khán giả khi đăng tải cả hình ảnh ba của em bé lên mạng xã hội. Cô không ngại kể về bạn trai của mình một cách đầy tự hào và tràn ngập yêu thương. Ở dưới phần bình luận, khán giả ai nấy đều dành cho giọng ca, mụi bay vào mắt và nhóc tì mới chào đời những lời chúc tốt đẹp. Hé lộ nhưng mà che hết mặt rồi, nên mình cũng chẳng biết là ai. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé!